Tốp đầu vợt cầu lông công thủ toàn diện hơi hướng công, ngon nhất nhà Li Ninh, tầm giá dưới 1 triệu rưỡi. Đối thủ trực tiếp của 300B, Li Ninh 3D Calibre 200. Sản phẩm bên Hùng bán là hàng chính hãng, được nhập khẩu và phân phối chính ngạch bởi công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hải Long với giá niêm yết là 1.450.000. Tuy nhiên mua bên shop Hùng thì các bạn sẽ có mức giá ưu đãi tốt hơn nha. Vợt thì có tem chống hàng giả cũng như là phiếu bảo hành kèm theo. Thời gian bảo hành là 2 tháng cho anh em. Sau đây thì mọi người cùng Hùng tìm hiểu về thông số của cây vợt này nhé, để xem cây vợt có đặc điểm như thế nào. Còn về chi tiết các công nghệ của cây vợt này thì Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người ở trong video sau nhé. Cây vợt thuộc dòng 3D Calibre, dòng vợt chuyên về tấn công của nhà Li Ninh, với khối lượng là 4U 83g. Kích thước cán cầm là G5, rất là phù hợp với bàn tay người Việt. Điểm cân bằng là 296mm, hơi nặng đầu, mang lại khả năng tấn công tốt. Sức căng của cây vợt lên đến 30 lbs, tương đương với khoảng 13,6 kg. Độ cứng của cây vợt thì hơi dẻo, trợ lực và dễ chơi. Hùng xin phép chấm điểm cho cây vợt này theo quan điểm cá nhân của Hùng. Thứ nhất là về khả năng phong và đập cầu cuối sân, 8 trên 10 điểm. Khả năng phòng thủ, 7 trên 10 điểm. Khả năng phản tạt, 7,5 trên 10 điểm. Khả năng bắt cầu nhanh trên lưới, 7,5 trên 10 điểm. Cây vợt này so với 300B thì nhẹ đầu hơn nên là khả năng tấn công của kém hơn một chút. Tuy nhiên về khả năng phòng thủ cũng như là sự linh hoạt của cây vợt này thì hơn 300B nha mọi người. Cây vợt này thì có lối đánh kiểu toàn diện hơn là so với 300B. Nếu anh em có bất cứ thắc mắc nào về cây vợt này thì có thể comment xuống phía dưới để Hùng có thể giúp mọi người giải đáp nếu có thể nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.